Ninh Dương Lan Ngọc, tôi không chịu được ánh mắt kỳ thị khi bị đồn làm gái và mua giải. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã có những chia sẻ thẳng thắn về những tin đồn xung quanh cuộc đời mình. Mới đây, tập đầu tiên của chương trình Bistro Ca, quán ăn hạnh phúc chính thức lên sóng với sự tham gia của khách mời Ninh Dương Lan Ngọc. Lan Ngọc là vị khách đầu tiên ghé thăm quán ăn hạnh phúc. Cô xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ. Harry vội đóng cửa quán vì quy định một lần chỉ nhận một khách mà ông chủ đưa ra. Bắt đầu từ cuộc trò chuyện thoải mái, Lan Ngọc có dịp trải lòng về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Mặc dù là người Sài Gòn nhưng đối với Lan Ngọc, miền Tây là nơi mang lại cho cô kỷ niệm đáng nhớ, là nơi gắn liền với vai diễn nương trong Cánh Đồng Bất Tận. Nữ diễn viên khẳng định đó là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Thời điểm đó Lan Ngọc chỉ mới 19 tuổi, đang là cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường nghệ thuật nhưng lại được tham gia một dự án lớn. Tôi đã sống dưới đó 2 tháng không được gặp gia đình. Đó là lần đầu tiên tôi được đến miền Tây, lần đầu tiên bắt rắn. Tôi không sợ gì cả để hóa thân cho nhân vật nương, cô tâm sự. Lan Ngọc thừa nhận cô may mắn khi vai diễn có nhiều nét tương đồng với mình và được sự hỗ trợ của các diễn viên, đạo diễn phim. Cô ôm cảm giác sợ sệt mình làm không tốt trong suốt 6 tháng. Nói về cảnh đóng đầu tiên trong Cánh Đồng Bất Tận, Lan Ngọc tiết lộ khi quay, cô thoải mái vô cùng. Thực sự kịch bản có thay đổi vì lúc đầu là tôi khỏa thân 100%. Thời học ở trường, tôi từng đi casting nhưng chưa bao giờ nhận được một phân đoạn nhỏ để thử sức. Lan Ngọc thừa nhận mình là người mâu nạn chí. Tính cách đó khiến cô từng bỏ nghề vì không biết cách bước đi trong showbiz. Sau thành công của Cánh Đồng Bất Tận và nhận được nhiều giải thưởng danh giá, cô vướng không ít thị phi, nhất là tin đồn đi làm gái mua giải. Tôi chịu không được, ngày nào đi học mọi người cũng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị, cô trải lòng. Lan Ngọc thừa nhận chính thành công của vai diễn đầu tiên khiến cô gặp áp lực đến mức phải mất 2 năm chững lại vì không biết phải làm gì tiếp theo. Nữ diễn viên tiết lộ cô lo lắng đến mức không ăn uống gì và xuống hơn 14kg. Ai gọi điện mời phim, tôi cũng sợ mình làm xong sẽ bị chửi. Tôi bắt đầu tránh xa, quyết tâm bỏ nghề để sống lại một cách bình thường, cô kể. Cột mốc thứ hai trong sự nghiệp của Lan Ngọc là một vai diễn trong dự án phim Hàn Quốc. Cô tiết lộ chính nhà sản xuất đã sang Việt Nam để mời mình tham gia. Chính thành công của phim giúp Lan Ngọc tự tin hơn khi trở lại hoạt động nghệ thuật. Tôi tăng được 6kg, tôi tự tin và quay trở lại bằng một vai nhỏ trong Vừa Đi Vừa Khóc. Tôi không đặt cho mình một tiêu chí nào nữa. Tôi bắt đầu từ con số 0 nên tôi hạnh phúc vì điều này. Tôi không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó. Nó kinh khủng đối với tôi vì giống như một bộ xương khô di chuyển. Tiếp tục câu chuyện. Lan Ngọc kể cô từng có thời gian nhận được nhiều lời mời cho các dự án phim điện ảnh, đến mức có 4 bộ phim cùng chiếu trong một năm. Nói về lý do, cô tiết lộ bản thân đang đi tìm kiếm những nhân vật phù hợp cho mình. Tôi nghĩ định nghĩa của sự thành công là việc phủ sóng trên đài. Tôi nghĩ bây giờ mình nên có độ phủ sóng nhưng không có nghĩa là không chất lượng. Người ta gọi đó là thời tới, đỡ không kịp, nữ diễn viên nhấn mạnh. Tôi cảm nhận những may mắn đang về, những show lớn, phim tốt tôi được tham gia sau chuỗi ngày khó khăn đến bây giờ. Mọi thứ đã ra hoa kết trái, Lan Ngọc tâm sự. Với Gái Già Lắm Chiêu 2, người đẹp đã lột xác về phong cách và được khán giả khen ngợi, ngày càng xinh đẹp hiện đại. Lan Ngọc thừa nhận cô không muốn dậm chân tại chỗ và muốn chinh phục nhiều hơn. Nữ diễn viên tiết lộ cô muốn kinh doanh một tiệm chè, sau đó là spa bất động sản. Đồng thời, Lan Ngọc muốn khán giả nhìn nhận mình ở những lĩnh vực nghệ thuật, chứ không vì những ồn ào tình cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô là một người rất tin vào tình yêu. Tôi muốn tương lai của mình cũng giống như mẹ mình, phải có một gia đình hạnh phúc, cô kể. Đồng thời, diễn viên Gái Già Lắm Chiêu 2 tiết lộ dự định đến tuổi 31 sẽ lập gia đình. Cô cho biết bản thân đang tiết chế công việc lại để chăm lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Sau khi lấy chồng, tôi sẽ cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi mê con nít, tôi sẽ đẻ một lần 4 năm đứa. Nghe được lấy chồng là phải đẻ liền, Lan Ngọc khép lại. Sau việc lên tiếng bênh vực khi Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ trích dàn cảnh bị đánh khi phát cơm để PR, bạn bè đồng nghiệp lên tiếng an ủi động viên đến Lê Dương Bảo Lâm sau khi anh đã lên tiếng phân trần giải thích về clip bị đánh khi đi phát cơm từ thiện. Rất nhiều bạn bè anh em đồng nghiệp MC Nguyên Khang, Khải Như, Hồ Bích Trâm, Đỗ Nhật Hà, Quang Trung đã lên tiếng an ủi động viên đến Lê Dương Bảo Lâm khi bị nhóm hai người đàn ông lạ mặt đánh trong lúc đi phát cơm từ thiện tại bệnh viện. Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cho là diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm bị hành hung khi đi phát cơm tại cổng bệnh viện. Theo đó, khi anh và vợ đang đứng đưa từng hộp cơm cho những người đến nhận thì bị vài thanh niên bịt khẩu trang đến hăm dọa đuổi đi và đánh. Trong clip, anh không chống trả hay chửi bới gì cả, mặc kệ bị tấn công, còn vợ của anh chỉ kịp la lên, phát cơm ở đây nó không cho, làm gì đánh người ta vậy. Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng về vụ việc này, anh khẳng định bản thân không đem danh dự của mình ra để làm như thế. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm.
Không chỉ vậy, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ lên tiếng chia sẻ động viên nam diễn viên. MC Nguyên Khang bình luận, nhưng câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm khi phát cơm, mình thật sự trân quý và ngưỡng mộ tấm lòng bạn dành cho người nghèo. Cho đi là hạnh phúc, chị thiết nghĩ sẽ không an toàn nếu Lâm tiếp tục phát cơm như vậy trước cổng bệnh viện. Phần sẽ bị hăm dọa và đánh tiếp tục. Phần thì sẽ làm tắc nghẽn giao thông khu vực có mật độ xe lưu thông cao. Anh nghĩ Lâm liên hệ với văn phòng hội từ thiện của bệnh viện, xin phép được vào phát cơm, đăng ký bao nhiêu suất, phát chủ yếu cho bệnh nhân hay người nhà, và em sẽ được phép phát trong khuôn viên bệnh viện. Như vậy, nó sẽ đến tận tay người được phát hơn là những phần cơm này đôi khi bị giành giật bởi những người chưa thực sự cần nó, hơn những người nhà nuôi bệnh hay bệnh nhân. Thêm nữa, sự an toàn của em, vợ em và em được đặt lên hàng đầu, lòng tốt là rất đáng quý. Nhưng nếu không may em bị thương vì lòng tốt của mình, ai sẽ đòi lại công bằng cho em? Lâm ơi, lời cuối, cảm ơn em vì tình cảm em dành cho những người bệnh như ung thư đang dành sự sống từ tử thần, trân quý em. Viên Đức Tiến, thương em và gia đình nhỏ, cố gắng lên em nhé, tìm cách khác phát cơm. Người nghèo khó cần cơm mỗi ngày, đừng bận tâm những người khác. Ca sĩ Quốc Đại vẫn tâm nhé Lâm ơi, phản ứng lại cũng bị nói, không phản ứng cũng bị nói, em đã làm rất đúng, Lâm ơi kệ đi. Đăng Khoa, tới nay đọc cái bài này em mới hiểu hết, anh giữ sức khỏe anh ơi, cứ làm gì mình thấy đúng nha anh, thương. Quang Trung, em mong anh luôn mạnh mẽ và gia đình luôn bình an. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết trước đó vợ anh cũng bị đánh 2-3 lần khi đến phát cơm. Những phần cơm được vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị mang đến phát cho người nghèo đang phải chữa bệnh. Người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp cũng khuyên Lê Dương Bảo Lâm nhờ công an điều tra làm rõ để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Diễn viên Anh Đức nhập viện may nhiều mũi vì cửa nhà tắm bị vỡ khiến mảnh kính bắn vào người. Tình trạng sức khỏe của nam diễn viên Anh Đức đang khiến nhiều người lo lắng sau khi anh cập nhật hình ảnh băng bó tại bệnh viện. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Anh Đức cập nhật hình ảnh đang được bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. Cùng với đó là hình ảnh cửa phòng tắm bị vỡ nát. Nhiều người nghi ngờ rằng anh bị mảnh kính găm vào chân dẫn đến tổn thương. Liên lạc với Anh Đức, nam diễn viên xác nhận cửa phòng tắm ở nhà Anh Đức bị kẹt dẫn đến vỡ và các mảnh kính bắn vào chân. Hiện Anh Đức đã được đưa đến bệnh viện để may lại các vết thương và hiện đã ổn định sức khỏe. Cửa kính phòng tắm bị vỡ khiến Anh Đức bị thương nhập viện. Anh phải khâu nhiều mũi ở chân vì vết thương từ các mảnh kính. Anh Đức cũng cho biết trên trang cá nhân, tối nay được nghỉ, định ra đường ăn uống phủ phê tung tăng phố phường, mà giờ thế này rồi làm sao? Tối hôm qua quay về trời mưa bị thằng trẻ cho ủi vô xe rồi bỏ chạy nữa chứ, xui dữ vậy trời. Nam diễn viên Anh Đức sinh năm 1987, năm nay 32 tuổi và là diễn viên nhận được sự yêu mến từ phía khán giả. Anh là bạn thân của MC Trấn Thành và thường xuyên bị người bạn của mình bán gã trên sóng truyền hình vì hiện tại vẫn chưa có người yêu và vẫn đi về đơn côi. Màn ghen tuông cực yêu của Harry với Trấn Thành, Lan Ngọc ở Running Man bản Việt. Những tưởng Harry sẽ đổi ý, muốn lập cặp đôi với anh Xin, ai dè cô nàng lại mạnh mẽ chen vào cạnh Ninh Dương Lan Ngọc. Tham gia tập chính với tư cách khách mời, thế nhưng Harry Won không được chung đội với chồng mình, mà là Ngô Kiến Huy. Đặc biệt khi biết có thử thách ăn bánh que hai đầu sẽ có nhiều khoảnh khắc tình cảm xảy ra, thế nên cô nàng đã đổi sang đội trắng. Những tưởng bà xã Khủng Long sẽ chọn Trấn Thành, thế nhưng cô nàng lại lựa chọn Lan Ngọc là người mình muốn chung đội. Sự xuất hiện của Harry Won đã khiến màn ăn bánh que của đội trắng Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng trắc trở. Những biểu cảm đánh ghen vô cùng hài hước khiến khán giả chỉ thấy buồn cười mãi không thôi. Tuy vậy, những hình ảnh hậu trường không lên sóng của tập chính Chạy Đi Chờ Chi đã hé lộ tình huống bất ngờ. Khi biết thử thách tiếp theo sẽ là ăn bánh que hai đầu, khả năng phải môi chạm môi để giành chiến thắng, Harry Won lập tức xung phong đời đổi đội. Trong lúc mọi người còn ngơ ngác, cô nàng xinh đẹp đã chỉ tay về đội trắng của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc muốn về đội này và từ từ tiến đến ông xã Trấn Thành. Những tưởng Harry sẽ đổi ý, muốn lập cặp đôi với anh Xin, ai dè cô nàng lại mạnh mẽ chen vào cạnh Ninh Dương Lan Ngọc và đẩy Trấn Thành về đội Ngô Kiến Huy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vừa định thần lại và hiểu Harry Won là muốn về chung ăn bánh que với mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã vừa cười vừa mếu, em không chịu đâu, trong lúc mọi người xung quanh cười ồ trêu chọc.
Mặc dù sau đó Trấn Thành đã mắng yêu vợ đừng trêu chọc em nhỏ nữa, nhưng Harry cũng không quên đệm thêm: không sao, sáng nay chị đã hôn môi anh Thành rồi, vẫn còn dấu vết đó nha. Tuy biết chị đại chỉ đùa thôi, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không khỏi tiếp tục bàng hoàng mếu máo. Còn Trấn Thành lại phải đến giả vờ trừng trị vợ Harry đã hù dọa em nhỏ. Màn tương tác hài hước của vợ chồng siêu lầy Trấn Thành Harry Won đã mang đến nhiều tiếng cười và giúp các đội chơi phần nào thả lỏng trước khi vào thử thách khó khăn này. Cuộc đua đám cưới với năm cặp đôi Trấn Thành, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Harry Won, Jun Phạm, Sam, Bibi Trần, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát Buka sẽ tiếp tục với những thử thách thú vị hài hước hơn trong tập 10 Chạy Đi Chờ Chi phát sóng lúc 19:30 tối thứ Bảy. Giữa tâm bão, Lê Giang lên tiếng bên vực Lê Dương Bảo Lâm. Chẳng cần biết thật hư câu chuyện ra sao, Lê Giang vẫn sẵn sàng gửi đến Bảo Lâm sự đồng cảm và thương cảm chân thành. Đọc tin tức liên quan đến việc đàn em bị đánh khi làm từ thiện, Lê Giang đã lập tức chia sẻ với Lê Dương Bảo Lâm thông qua một bài viết cá nhân, khẳng định tin vào thánh livestream. Lê Giang không giấu khỏi những cảm xúc xót xa khi đàn em gặp hạn giữa lúc đang làm điều tốt. Ngoài an ủi, Lê Giang còn chân thành gửi đến Lê Dương Bảo Lâm lời chúc tốt đẹp, mong Bảo Lâm sẽ được trời phù hộ. Trời mưa, tôi ngồi đọc báo và xem clip của Lê Dương Bảo Lâm đi làm từ thiện mà bị đánh. Tôi thương em lắm, tôi tin em, trời phù hộ cho em. Lê Giang lên tiếng bên vực cho Lê Dương Bảo Lâm. Lê Giang thường thân thiết gọi thánh livestream là em trai ruột. Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm có mối quan hệ thân thiết khi cùng hoạt động trong làng giải trí Việt. Cả hai thường có duyên cùng làm việc trong nhiều chương trình và nhiều hoạt động. Trước đó Lê Giang cũng từng nhiều lần bên vực và động viên đàn em khi thánh livestream dính vào nhiều ồn ào liên quan đến thái độ và cách ăn nói của mình. Bộ đôi có sự ăn ý khi hợp tác cùng nhau. Lê Giang tin tưởng Lê Dương Bảo Lâm chính là người bị hại trong ồn ào vừa qua. Vào ngày 10 tháng 6, thông tin Lê Dương Bảo Lâm bị đánh trên một phố khi đang phát cơm từ thiện đã khiến nhiều người xôn xao. Câu chuyện ngày càng trở nên ồn ào khi có hàng loạt nghi vấn cho rằng thánh livestream đang cố tình dàn dựng tất cả nhằm mục đích PR tên tuổi cho bản thân. Đáp lại những cáo buộc tự biên tự diễn từ một bộ phận công chúng, Lê Dương Bảo Lâm vừa qua cũng đã lên tiếng khẳng định việc anh bị đánh khi phát cơm từ thiện là hoàn toàn có thật. Anh cho biết việc bản thân không phản kháng hay đánh lại là để giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, hoàn toàn không có chuyện anh dàn dựng quay phim lại để đánh bóng tên tuổi cá nhân. Dưới bài viết của Lê Giang liên quan đến ồn ào mới nhất của Lê Dương Bảo Lâm, vẫn xảy ra một cuộc tranh cãi liên quan đến việc thánh livestream diễn hay không diễn. Ngoài những bình luận ủng hộ Lê Giang, vẫn có nhiều khán giả khuyên cô nghệ sĩ hãy tìm hiểu rõ sự việc, đừng nên để lòng tốt bị đặt sai người. Khán giả tranh cãi kịch liệt quanh scandal bị đánh thật hay giả của Lê Dương Bảo Lâm.